Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tích hợp mạng BNB Smart Chain trên ví MetaMask các bạn. Như là mình Mainnet vậy đó. Thì để làm được thì các bạn mở địa chỉ ví MetaMask của tất cả các bạn ra các bạn. Bạn nào chưa biết đăng ký tới ví MetaMask thì sẽ ví MetaMask mình các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba gặp bên cùng nữa các bạn. Rồi thì các bạn bấm vào mục setting này các bạn. Rồi các bạn xuống các bạn bấm vào network này các bạn. Rồi các bạn xuống bấm vào chọn một ADD network này các bạn, là một ad network các bạn. Rồi thì ở đây có 1, 2, 4, 5 thì mình có đẩy thông số dưới đây cho tất cả các bạn nha các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn copy cái RBU này các bạn. Các bạn copy lại nè. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi nickname thì các bạn ghi BNB Smart Chain các bạn. Này cái tên thôi. BNB. BNC Smart Chain các bạn. Rồi tiếp tục với Chain ID thì thông số này các bạn ghi vào Chain ID thì mình đã phải lên mô tả các bạn làm sao mà các bạn add thôi. Bạn Chain ID là số 54, symbol là BNB nha các bạn. Chain ID là 56 nè các bạn. Symbol là cái tên thôi, BNB nha các bạn. Các bạn điền theo mình các bạn. Rồi tiếp tục thì cái mục URL này thì các bạn cũng copy các bạn link với mô tả mình là trang chat BSC scan nha các bạn. Thì cái trang chat mã token đó các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ MetaMask các bạn add vào đây nha các bạn. Rồi sau khi các bạn add xong các bạn bấm add nha các bạn. Vì mình đã add rồi nha các bạn. Thì sau khi các bạn bấm nút add xong thì nó có hiện ra là địa chỉ BNB Smart Chain của tất cả các bạn ở chỗ này nè. Rồi các bạn nhấp vào các bạn. Thì ở trên mục wallet nè các bạn. Mainnet network nè các bạn. Thì các bạn nhấp vào nè các bạn. Thì các bạn sẽ thấy cái địa chỉ BNB Smart Chain bằng như này các bạn nhấp vào nè các bạn. Thì địa chỉ gửi nhận BNB của tất cả các bạn chỗ này nè các bạn. Gửi nhận nè các bạn. Đây thì khi các bạn đăng ký nó cho bạn 0.006 BNB làm phí ra chuyển gì các bạn. Rồi đây thì send nè. Rồi gỡ nha các bạn. Rồi reset là nhận nha các bạn. Là cái địa chỉ với nhận mình là cùng chung địa chỉ ETH trên với MetaMask các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.